Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cường Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ở các video trước, Cường có hướng dẫn các bạn là 6 bí quyết để trở thành những người đầu bếp tốt. Thì một số bạn đã trở thành những người đầu bếp tốt rồi, thậm chí là những người bếp trưởng rồi. Và đã để dành cho mình một số vốn nhất định ha. Thì số vốn đó là bao nhiêu? Nhiều bạn nói Cường, hỏi Cường 300-400 triệu kinh doanh được không anh? Dĩ nhiên là được. Tuy nhiên cái số mà phần mà tiền lời các bạn kiếm được á, có khi nó còn ít hơn lương tháng của các bạn nữa đó. Nên các bạn cần đong đo đếm lại ha, để mà có cái tiền lời mà lớn hơn so với lại tiền lương các bạn đang hưởng á. Cường đang nói là những bạn bếp trưởng nha, ở các resort á ha, lương khoảng vài chục á. Ok, thì hôm nay Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà bước ra khỏi cái công việc làm công và trở thành những người làm chủ và có thu nhập lớn hơn mong đợi. Và số vốn là cần là bao nhiêu thì Cương xin bật mí, đó là ít nhất là khoảng là 1 tỷ đồng mới làm được một cái nhà hàng của bạn hoặc là quán ăn. Để mà set up ra một cái nhà hàng từ A tới Z, ngày hôm nay Cương sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm sao từ A tới Z set up nhà hàng chuẩn chỉnh nha. Bước thứ nhất là gì? Đó chính là đi tìm mặt bằng. Các bạn cùng với Cương ngày hôm nay đi vòng vòng Sài Gòn xem thử xem Sài Gòn nó đang cho mình những cái cơ hội như thế nào ha, và chúng ta sẽ chọn những cái mặt bằng phù hợp đối với số vốn 1 tỷ đồng là ở tầm bao nhiêu. Ok, các bạn cùng Cương du lịch Sài Gòn một chút xíu ha, follow me. Ok, trước hết là cái khu lấy tôi trọng này nè, đó nó có rất là nhiều cái mặt bằng nó được trả lại, thì đây là cái thời điểm rất là phù hợp để mà bạn nào mà có vốn lớn. Đối với Cương 1 tỷ đồng thì mình không có nên ra cái khu lấy tôi trọng này. Với 1 tỷ đồng thì các bạn chỉ đủ để mà mướn mặt bằng thôi các bạn, và các bạn sẽ đóng cho người ta trong vòng 6 tháng. Như vậy là 1 tỷ đồng của mình đã banh rồi. Để mà ra đây thì theo Cương thì số vốn của các bạn cần thiết phải là 3 tỷ đồng trở lên. Khu vực này cũng là một cái khu vực mà Cương nghĩ là mở nhà hàng hoặc là kinh doanh dịch vụ ăn uống rất là tốt luôn á. Tại vì khu dân cư ở đây nè, từ mấy năm nay là họ tập trung vào đây rất là nhiều. Bởi vì Vingroup họ tạo nên cái khu Vinhome này nè, nó là một khu phức hợp. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây là bệnh viện đa khoa quốc tế. Ngoài ra thì nó có hệ thống siêu thị kèm theo là trường học á. Nói chung là tất cả mọi thứ như một thành phố nhỏ trong này các bạn. Nhiều người nói đây là một cái Singapore thu nhỏ, thì cô thấy cũng rất là đúng, bởi vì ở đây trong khu này nó rất là tách biệt so với là cái khu ngoài kia, rất là hiện đại đó. Và tập trung những người có thu nhập cao, cho nên đó, nếu như mà các bạn có đồng vốn lớn các bạn kinh doanh ở đây rất là phù hợp. Tuy nhiên một tháng đó, thì theo cô tìm hiểu đó, là mức thuê ở đây ở các shop house thì phía trong kia là nó đã là 5.000 đô một tháng rồi. Thì để mà kinh doanh được á thì các bạn cần cái đồng vốn ít nhất là 2 tỷ rưỡi trở lên thì các bạn mới có thể kinh doanh ở đây được. Đây là một cái khu mà theo Cương là nó phát triển gần như là đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những người mà nó có thu nhập cao thì họ sống ở nơi đây các bạn. Nói về mà các bạn kinh doanh những cái nhà hàng như là nhà hàng Âu nè, nhà hàng Hàn Quốc nè, nhà hàng Nhật Bản nè, là những cái nhà hàng mà nó thu trên đầu người từ 200.000, 300.000 đổ lên thì mình tập trung vào đây rất là phù hợp luôn. Lượng dân cư ở đây lấp đầy gần như là 80% rồi, mà trên tổng số những cái số căn hộ ở đây là rất là đông dân số luôn các bạn. Nên mình thật sự nếu như mà so với lại cái mức thuê là 5.000 đô một tháng thì Cương thấy là cảm thấy là rất là phù hợp, rất là phù hợp. Các bạn chỉ cần có một cái concept hay, dụ giá hợp lý, theo tôi nghĩ là nó khoảng 200.000 một người là người ta có thể sử dụng
ở nhà hàng các bạn từ 2 cho tới 3 lần một tuần. Nhưng mà số vốn minimum mà Cương khuyên là các bạn nên đầu tư vào trong này là khoảng 2 tỷ rưỡi trở lên nha các bạn. Đây là cái hướng cầu Sài Gòn đi xuống nha các bạn. Thì mình sẽ đi từ cầu Sài Gòn, mình đi hướng qua bên khu thuộc quận Thủ Đức và quận 9, bây giờ còn gọi là thành phố Thủ Đức đó. Thì mình sẽ tìm hiểu cái khu đó nó như thế nào luôn ha. Tại vì với đồng vốn của 1 tỷ đồng đó, thì mình nên đi ra những cái vùng như vậy. Tại vì cái mức thuê của mình nó sẽ thấp hơn so với lại ở trên Vinhome Central Park. Ở đây là cầu Sài Gòn đó bạn. Thì cái khu mà Vinhome hồi nãy là nó phía bên này nè. Thì cái view rất là tốt luôn ha. Thì bước qua bên đây nó là quận 2 rồi. Thì trong tương lai hoặc là bây giờ luôn nó đã là thành phố Thủ Đức rồi các bạn. Ở trong cái khu quận 2 này nè thì nổi tiếng và nổi bật nhất để mà kinh doanh á, thì Cương thấy là có khu Thảo Điền, nó nằm ở phía bên đây. Còn bên đây là khu Song Hành. Khu Song Hành á, thì tập trung nhiều quán ăn và quán nhậu. Còn khu Thảo Điền á, là nhiều nhà hàng cao cấp nó nằm ở trong khu Thảo Điền ha. Bởi vì từ xưa tới giờ một số người từ ở nước ngoài về thì họ hay sinh sống ở trong khu Thảo Điền này. Và đặc biệt là các bạn có thể nhìn thấy ở bên đây nè, nó có một cái trạm của xe điện ngầm metro nó nằm ở phía bên đây. Và giá thuê ở trong khu Thảo Điền này theo Cương biết nó cũng không có rẻ, nó rơi vào tầm 70 cho tới 80 triệu một căn đó, ở những cái khu mà Cương thấy là kinh doanh được. Thì đối với 70 cho tới 80 triệu thì các bạn cần cái nguồn vốn tầm 2 tỷ mốt trở lên. Với số vốn chỉ có 1 tỷ thôi thì tôi khuyên các bạn nên đi xa xíu nữa. Nhưng mà với cái concept mà hợp lý thì ở khu xa chút xíu nữa cũng không sao hết. Mình sẽ đi xa thêm chút nữa để mình xem ha. Ok, let's go. Thì đi tới khúc này thì bên đây nè là quận 9, với bên kia là quận Thủ Đức. Thì theo tôi nghĩ nha, là quận Thủ Đức nó sẽ tập trung dân cư nhiều hơn đó. Với lại cái mô hình mà tôi sẽ lựa mặt bằng để mà tôi làm đó là kinh doanh chu kỳ, thì tôi sẽ thử với là quận bên quận 9 xem như thế nào. Tại vì theo tôi tìm hiểu là ở quận 9 thì lại chưa có cái mô hình chu kỳ này, cho nên mình sẽ thử bên quận 9 xem như thế nào nha, xem giá thôi nó có hợp lý hay không nữa. Ok, let's go nha. Đây là ngã tư Thủ Đức nha các bạn. Phía bên đây là Thủ Đức, bên đây là quận 9. Ngay ngã tư Thủ Đức này thì đi bên sâu vào bên trong Thủ Đức đó, thì các bạn thấy là khu dân cư rất là đông đúc và kinh doanh rất là nhiều ngành nghề trong này. Thì đây là một trong những chỗ mà Cương cũng nhắm tới. Cái mức thuê là khoảng 40 cho tới 50 triệu thì Cương nghĩ là khá hợp lý với lại cái nguồn vốn 1 tỷ đồng ha. Thì mình sẽ xem xét ở nơi đây và xem một số nơi ở bên quận 9 nữa. Rồi các bạn, bây giờ là mình tới khu vực Suối Tiên rồi. Thì hôm nay cũng có liên lạc với một bà chủ nhà này còn trẻ đẹp lắm các bạn. Mình tới đây mình hỏi coi bây giờ mình dùng nam nhân kế coi mình được cái giá thôi rẻ không nha. Đây là Suối Tiên, đây là cái nơi mà hồi xưa lúc mà còn nhỏ rồi là mình rất là thích tới đây. Khúc này là cái khúc mà quẹo vô cái bệnh viện Ung Bú các bạn. Bệnh viện Ung Bú cơ sở 2. Thì theo tin đồn thì người ta bảo là cái bệnh viện này nó sẽ thay thế bệnh viện Ung Bú ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, ngay gần kia rồi, bệnh viện Ung Bú. Thì hiện giờ thì nó cũng đã mở cửa nhận khách từ từ rồi mà cũng chưa có nhiều. Nhưng mà theo tôi dự đoán nha, theo tôi dự đoán khi mà cái tuyến tàu điện ngầm này bắt đầu nó hoạt động rồi đó, thì bệnh viện Ung Bú này nó sẽ rất là đông hơn. Khúc bên này là làng đại học, là khối làng đại học quốc gia nha các bạn. Còn bên đây là bệnh viện Ung Bú. Hôm nay Cương tìm được một cái mặt bằng ở quận 9. Thì ở đây thì nó gần bệnh viện Ung Bú, gần làng đại học, gần khu Vinhome. Và phía sau này là Topaz 2, là khu căn hộ nó mới xây lên ha. Có rất là nhiều cơ hội ở đây. Và giá thuê ở đây là
dưới 20 triệu thì tôi nghĩ là giá này rất là ok so với đồng vốn khoảng 1 tỷ đồng. Thì diện tích sử dụng tôi thấy rất là lớn, bởi vì nó là 4m8 nhân cho 36m thì diện tích sử dụng rất là lớn. Các bạn theo Cương vô ha, thì Cương nó tới đây trước, thì bên trong này là nguyên cái khoảng không này nè, mình có thể cắt một nửa ra mình làm chỗ để xe, rồi ở đây mình có thể dựng những cái bàn lên ha. Thiết kế thì mình làm theo kiểu thiết kế Nhật chút xíu. Ở đây thì mình thấy có cái khoảng không rất là lớn, mình có thể làm quầy bar, mình có thể làm thêm cái khu toilet ở đây cũng được. Cái phòng này thì mình nghĩ là mình nên đập ra nè. Cái phòng này bên trong này thì mình nghĩ nên đập ra để cho nó là nguyên cái khoảng không xuyên suốt từ ngoài nó vô trong luôn ha. Thì toilet này thì tôi nghĩ cũng không cần thiết, tôi cũng sẽ đập ra luôn. Sau đó bên trong này sẽ là bếp, bên này sẽ là bếp ha, khu này là khu bếp. Và đằng sau này thì Cương có thể mà Cương lợp lại để mà làm dạng như kho, xong rồi rửa chén nữa mình làm ở đây luôn ha. Thì diện tích rất là lớn các bạn. Ở đây sẽ có một gian bếp cũng khá là to luôn á ha. Thì tạm thời thì Cương sẽ chỉ sử dụng ở phía dưới này thôi. Rồi ở phía trên thì mình sẽ tận dụng cho những việc khác, giống như mình có thể làm phòng kho. Để mình lên trên mình xem thử thêm. Trên đây là cái tầng lửng, thì trên không phòng này nó có một cái phòng nhỏ như thế này ha. Mình có thể mình đặt lại bàn ghế, rồi mình sẽ làm một cái phòng giống như phòng VIP, phòng riêng ở đây. Thì ai có nhu cầu thì mình có thể set lại ở trên đây, sửa sang lại chút xíu. Phía bên này thì mình có cái toilet. Rồi trên đây mình có hai cái phòng nữa ha. Hai phòng này thì mình sẽ làm chắc là phòng nghỉ lại cho nhân viên thôi. Phòng cũng còn khá mới. Rồi, ok, trên tầng lửng này thì có một cái toilet. Thì theo Cương nghĩ nên làm lại, nhưng mà để lại thì cũng được. Ở đây mình có phòng, có chỗ tắm, có... Mình cũng không hiểu là tại sao có cái ghế chờ ở đây. Thì theo mình nghĩ là ở đây có thể tận dụng nhà tắm đa năng, là hai người tắm trong cái một. Một người đi toilet, một người ngồi chờ luôn ha, mọi người đứng make up. Mình có thể để lại sử dụng để mà tận dụng được tối đa năng cái sự thiết kế của những nhà ha. Ở phía chỗ này thì ở phía trên đây nó có một cái tầng lửng. Thì tầng lửng này nó chỉ có cái cửa sổ này thôi. Thì theo Cương nghĩ từ ngoài bước vô thì mình sẽ thấy nó rất là ngột ngạt. Thì ý tưởng của Cương là Cương sẽ đập bể cái miếng tường này ra và Cương gắn kiếm tường lực vô ha. Nhìn cho nó có một cái khoảng thông xuyên suốt. Thì cái căn nhà hàng của mình nó sẽ có cảm giác rộng rãi hơn. Ok, và bức tường này sẽ đập bỏ luôn ha, để mình có khoảng không từ ngoài vô trong xuyên suốt luôn. Ở trên lầu này thì là sân thượng thôi. Thì sân thượng thì tôi nghĩ là để cho mấy bạn sinh sống ở đây thì mình sẽ phơi giặt gì đó, đồ cá nhân thôi ha. Rồi ok, tạm thời thì mình chỉ sử dụng ở tầng trệt của mình để làm khu kinh doanh của mình, và tầng lửng là dành cho phòng VIP. Ok, bây giờ bước thứ nhất là mình có được cái mặt bằng rồi. Bước thứ hai mình sẽ đi tìm những nhà thiết kế nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha.